Nếu như các chị em không nghe thấy tiếng nhạc, có nghĩa là đang bị bản quyền, thì các chị em có thể xem lại video nhảy mẫu em sẽ đăng riêng nhé. Còn trong bài này thì em sẽ tắt nhạc. Chúc các chị em luyện tập thành công và nhanh chóng sở hữu cho mình thêm một bài nhảy cực kỳ sôi động nữa nhé. Và nếu như các chị em cảm thấy là video này hay và hữu ích, thì các chị hãy like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị đến từ Phạm Liễu. Cảm ơn các chị em rất nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Để thực hiện được bài nhảy như chúng ta vừa nhìn thấy đây thì em sẽ chia bài nhảy này ra làm 6 tổ hợp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tổ hợp đầu tiên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đối với tổ hợp đầu tiên thì chúng ta sẽ có 8 nhịp và chúng ta sẽ bắt đầu với chân bên trái nhé các chị. Chân trái kết hợp với tay phải. 1, 2. Nhịp thứ 3 chúng ta đá xuống bằng gót chân nhé. Gót chân đá lướt xuống. Sau đó hạ sang bên phải. Nhịp thứ 4. Tiếp tục này. Chân phải đưa lên, duỗi thẳng chân. 5, 6. Quay sang đây đá. 7, hạ, 8. Lặp lại tương tự như vậy đối với chân trái. Chân trái bước đi bộ. 1, sau đó này. 2, đá. Đá nhớ là đá bằng gót chân nha. Hạ xuống 3, 4, 5, quay sang đây đá, 6, hạ, 7, thêm một bước ở chân phải, 8, là chúng ta có 16 nhịp. Ok ạ, nào chúng ta cùng nhau thực hiện. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tổ hợp động tác thứ 2 thì chúng ta sẽ bao gồm có 12 nhịp. Và mỗi bên chúng ta sẽ có 6 nhịp nhé. Bắt đầu chân bên trái này, bước lên, bước đi bộ. 1, 2, 3. Nhịp 4 đưa chân phải lên và chếch người lên 45 độ lên phía trước. Đặt chân lên, chếch người lên, đưa tay lên. 4, chúng ta hất hông thật mạnh rồi nhá. Tả, 5, tả, 6. Sau đó chúng ta dùng chân phải và đi sang bên trái nha. Lặp lại tương tự, vẫn là 6 nhịp. Bắt đầu này. 1, 2, 3, đưa chân trái lên. 4, tả, 5, tả, 6. Ok. Nào chúng ta thực hiện. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tổ hợp động tác thứ 3 thì chúng ta sẽ bao gồm có 20 nhịp và vẫn bắt đầu với chân trái nhé. Chúng ta sẽ dùng chân trái để lùi về 5 nhịp về vị trí ban đầu này. Lùi này. 1, 2, 3, 4, 5. Nhớ là vừa đi thì cái tay chúng ta cũng phải kết hợp nhé, chân trái và tay phải. Sau đó này, 6 tả, 7 hạ, 8. Bên này cũng 3 nhịp tương tự. 1, 2, 3. Tiếp tục, 9 nhịp tiếp theo bắt đầu với chân phải. Chân phải bước sang. 1, 2, 3, 4. Bước sang phải. 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp thứ tư thì chúng ta sẽ bao gồm có 16 nhịp nha các chị. Vẫn bắt đầu với chân bên trái. Ở đây thì có bước gọi là bước đảo chân. Thì chúng ta chú ý cái kỹ thuật của bước này tương đối là khó. Các chị nhớ là khi đảo chân thì nhịp 1 chúng ta sẽ chạm ở bên phải. Nhịp thứ 2 ngửa chân chạm bên trái. Chú ý hai cái nhịp chạm này nhé. Để thực hiện cái động tác này. Ok chưa? Khi các chị tập chú ý là tập các cái động tác này trước. Sau đó hãy ghép vào bài nha. Nào bắt đầu này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Mỗi bên chúng ta sẽ có 4 nhịp. Sau đó thì chúng ta sẽ lùi về với chân bên trái này. Bước trượt bay này. Đưa chân trái lên, lùi, dang hai tay ra. 1, 2, 3, 4. Chân trái lên, bước nhẹ nhàng lên. 5, 6. Kéo chân đằng sau lên là chân trái. Kéo lên, 7. Tay đưa lên cao, thả xuống. 8. Ok chưa ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Đối với tổ hợp thứ 5 thì chúng ta sẽ bao gồm có 17 nhịp và vẫn bắt đầu với chân bên trái nhé. Sau khi kết thúc tổ hợp thứ 4 thì chúng ta đang trong tư thế này. Chúng ta sẽ có bước đi bộ này. 1, 2, sau đó là bước chéo. Khi thực hiện bước chéo thì các chị em chú ý cho em là phải căng chân nha. Và người chúng ta chếch một hướng tầm khoảng 45 độ. Bước này thì em đã có hướng dẫn riêng rồi. Các chị có thể tìm lại là bước chéo nha. Nào, bắt đầu lên. 3, 4, 5, 6. Nhịp thứ 7 là bước đi bộ. 7 là 7 nhịp đầu tiên. Sau đó thì mỗi chân chúng ta sẽ có 5 nhịp và xoay một vòng. Chân bắt đầu từ chân trái trước này. Xoay các hướng như sau này. Hướng 1, hướng 2, hướng 3, hướng 4 và hướng 5 trở về đây. Nhà, bắt đầu với chân phải này. Xoay này, vỗ tay. 1, 2, 3, 4. Chúng ta nhớ là duỗi thẳng chân nha. Và 5 đưa về. Lặp lại tương tự như vậy với bên chân trái. Nhịp 1, 2, 3, 4 và 5 về vị trí đây. 1, 2, 3, 4, 5. Ok chị ạ? Nào, chúng ta cùng nhau thực hiện. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tổ hợp động tác thứ 6 cũng là tổ hợp động tác cuối cùng trong bài nhảy của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bao gồm có 15 nhịp và bắt đầu với chân bên phải này. 1, nhịp thứ 2, chân trái bước lên kéo theo chân phải và nhún. 2, đưa chân trái về bật. 3, lặp lại tương tự như vậy đối với chân bên trái. 4, 5, 6. Tiếp đó này chúng ta sẽ có 9 nhịp sau cùng. Bắt đầu ở chân phải. 1, bước thứ 2 nhảy sang ngang. 2, thứ 3 chân trái lên trên. 3, 4, 2 chân chúc vào nhau. 2 mũi chân chúc vào nhau. 4, lên này. Dùng gót chân hướng mũi chân ra ngoài. 5, 6, xoay tiếp. 7, xoay nào. Xoay người, xoay hẳn một vòng. 8, và sau đó 9, chúng ta đưa chân đồng thời kết hợp với thả tay. Đưa chân ra và thả tay lên. 9, ok chưa? Nào, chúng ta cùng nhau thực hiện nha. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xoay, 8, thả chân, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xoay, 8, thả chân, 9. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.